Tôi là Lưu Nguyễn, tôi là người gốc Việt, hiện sống ở bên Úc, tại Sydney. Tôi là chủ nhà hàng Red Lantern. Lưu thích đến MasterChef Việt Nam tại vì Lưu đam mê ẩm thực Việt. Tôi là Hoàng Khải, chủ tịch tập đoàn chuỗi ẩm thực nhà hàng cao cấp của Việt Nam. Tôi đến với chương trình MasterChef Vua Đầu Bếp Việt Nam và thông qua chương trình này tôi muốn nâng món ăn Việt Nam lên một tầng cao mới. Tôi là Phan Tôn Tịnh Hải, giảng viên, hiệu trưởng trường đào tạo Bếp Biên. Với tôi, MasterChef là một chương trình đầy cảm xúc, ấn tượng và rất nhân văn. Hãy cảm nhận ẩm thực như một tình yêu. Bạn sẽ thành công. Thế này mới là cuộc thi vua đầu bếp này. Cho em miếng, ngon lắm anh ạ. Ngon quá.